Hello, chào anh em, một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình lên 8 con cho anh em xem tham khảo. Ở những cái clip trước có những cái con mà mã số đó mình có giao cho khách rồi. Hôm nay mình báo lại cho anh em là những cái con còn lại để anh em xem và tham khảo nha. Đầu tiên là con mã số 1, xanh bông, 2,8-40 kg. Mã số 2 gà vàng 2,8-50 kg. Mã số 3 gà xanh bông 2,8 kg đúng nha anh em. Còn đây là mã số 4, gà xanh 2,8-50 kg. Mấy anh gà này là tay là vô tay là ấm rồi nha anh em. Anh em về vô mồi mỡ cho nó rồi chế độ là anh em có chơi nha anh em. Mã số 5 gà xám 2,7 kg. Hai ký bảy luôn nha anh em. Mã số 7 gà xám chuối nè anh em ơi, 2,7-50 kg. Mình quay cái clip này là chợ trên clip đó ngày bao nhiêu là ngày đó là những con gà đó còn nha anh em. Còn những cái clip cũ là những con đó nhiều khi khách đã dành rồi là em tính lại cái clip này nha. Anh em cứ xem cái clip mới ngày mới là gà còn. Đây mã số 8 gà khét nè anh em ơi. Gà khét. Rồi anh em cứ xem tham khảo 8 con gà này nha anh em. Còn chi tiết thì mình để trên clip. Rồi anh em cứ liên hệ với số điện thoại rồi Zalo mình cũng để trên clip luôn. Đây 8 con nha. Rồi chào anh em nha. Hẹn anh em clip sau. Rồi có gì mình nói mà không có vừa ý anh em á thì anh em thông cảm bỏ qua cho mình nha.